biết là các bạn đang theo dõi trực tiếp qua các nền tảng mạng xã hội, ví dụ như là nền tảng xem phim giải trí VinOn hay là các nền tảng TikTok, YouTube và fanpage thuộc quyền sở hữu của Khánh Vân Entertainment đều rất muốn hỏi Khánh Vân, đó chính là không biết là bạn đã lên ý tưởng cho các sự show lần này và chuẩn bị cho con không? Phải nói là sau khi mà em kết thúc nhiệm kỳ và lên tháng 6 thì khi đó thì bắt đầu ổn dự định và show đã bắt đầu lên lịch và đến khi tất cả trong vòng hơn được 4 tháng chuẩn bị. Và lúc đó thì phải nói là ban đầu thì em cũng nghĩ là làm được, và ngày hôm nay thì phải nói là em rất là biết ơn các anh chị trong môi kiếp cũng như các bạn của các bạn cũng như các bạn cũng như các bạn cũng như các bạn giờ thì em không biết gì hơn ngoài sự hồi hộp, sự cảm ơn. Em muốn cảm ơn rất là nhiều, và em chỉ là tạm biệt mình cảm giác cảm ơn Khánh Vân thực hiện đồng thì BB Trần là một cô gái còn quyến rũ hơn cả Ngân nữa. Vân nhìn đi bờ vai ấy quá là đẹp, từng cử chỉ ấy làm sao mà em có thể đẹp được như vậy, một cái sự hấp dẫn. Nhưng mà sao muốn nói gì, nhưng mà có vừa là BB không có vừa là thiệt hết em. Không cần luôn hả? Tình cảm này là thật. Chấp luôn hả? Trái tim này là thật. Thì bạn chỉ cần có một trái tim phụ nữ thôi, chắc chắn là sẽ còn đẹp hơn nhiều những người khác nữa đó. Này cũng có được phân nửa hay mà. Có được phân nửa là được rồi đúng không em? Cho Kiều Ngân hỏi là bộ trang phục này đến từ nhà thiết kế nào vậy? À, đây là của anh Rang Võ. Và ngày hôm nay nếu mà dành một lời chúc cho Khánh Vân và Fashion Show lần này thì BB sẽ nói cái gì đây nè? Nói là BB nó rất là bất ngờ khi mà tổ chức một cái show như thế này, tại vì mình cứ nghĩ là vâng là cái vai trò của hoa hậu thôi, thì sau đó sẽ làm những cái công việc mà nó liên quan tới những cái gì mà thuộc về hoa hậu hoặc là có thể là ban giám khảo hay là tham gia game show gì đó, mà không ngờ vâng là đứng ra tổ chức một cái show như thế này thì BB rất là bất ngờ. Tức là lúc đầu nghe mời cứ tưởng đâu là tới đây là chắc là coi Vân diễn, cái Vân mới nói là không, em tới đây là em làm một cái show tự nhiên như thế này luôn. Còn chưa kể là ở đây cũng có cả một công ty đào tạo người mẫu nữa. Hoa hậu mà giỏi quá giỏi rồi em, cái gì cũng được, vừa đẹp vừa giỏi, ai làm lại đúng không em? Nói nôm na là BB chia sẻ như thế này, thưa quý vị, bạn Khánh Vân đã có thể chọn những công việc nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn và xinh đẹp hơn là công việc trưởng ban tổ chức. Nhưng mà hôm nay thì Vân làm trưởng ban tổ chức nha mọi người, tổ chức một fashion show cho những người bạn đồng nghiệp của Vân trước giờ đã từng hợp tác. Và những bạn người mẫu có một cái sân khấu mang tên là Khánh Vân Entertainment sẽ là một cái nơi mà các bạn diễn bằng tất cả niềm tự hào, và với những vị khách mời đến dự ngày hôm nay cũng vô cùng xinh đẹp và là những người bạn rất thân của Vân theo dõi Vân trong cái hành trình vừa qua. Phải chúc cho cái show của Khánh Vân ngày hôm nay là thành công rực rỡ, cũng như là được tất cả các khán giả đón một cái nồng nhiệt nhất, và sẽ cho ra nhiều cái show hay như thế này nữa, thành công như thế này nữa đúng không em? Và chúc cho khán giả tất cả mọi người đang theo dõi cái show của Khánh Vân hôm nay một cái ngày mà coi show thật là vui vẻ, và nhất là Giáng sinh sắp tới rồi, một Giáng sinh thật là ấm áp và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Bữa nay BB như một món quà vậy mọi người. Chương trình thì với cái tiêu chí để mà ghi nhận một cái chương trình trước giờ là như thế nào? Thực ra tiêu chí của mình á, nó cũng không có cái gì gọi là quá nhiều đâu. Thì đối với mình trước tiên là mình phải lựa chọn một chương trình có một cái chương trình mà chính thức và có được cái sự tổ có một cái sự tổ chức, có giấy phép, tất cả mọi thứ đầy đủ. Và ngoài ra thì mình lựa chọn một cái nữa, đó chính là về cái nội dung của chương trình, về các vị ban giám khảo ngồi đó như thế nào, ban tổ chức như thế nào, và ngoài ra là các thí sinh ở trong cái gì đó như thế nào. Nhưng mà Duy nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất của chúng ta về cái quy mô của chương trình, và cái thứ hai nữa chính là cái nội dung của chương trình, thì hai cái đó là hai cái mà Duy cần phải xem rất kỹ lưỡng trước khi mà Duy nhận lời mời. Nhìn lại năm 2022 có phải là một năm thành công của Duy? Dạ, một chút. Duy cho chút xíu câu hỏi xong.